Dạ. Ủa? Thưa cô. Con. Thưa Linh. Cô và dì Hiếu con mới về. Nè, cô đang định gọi hỏi tình hình của con nè. Dạ thưa cô. Con về đây để dọn đồ. Ê Linh, con đi thiệt hả? Không ấy con đợi Lâm nó bớt giận đi. Nè con, để cô nói chuyện lại với thằng Lâm. Con ở ngoài một thân một mình như vậy, cô cũng không có yên tâm đâu. Mẹ, biết bao nhiêu là người xa quê lập nghiệp ở Sài Gòn này, người ta vẫn sống một mình đó mẹ. Mấy bạn đồng nghiệp của con cũng vậy đó. Với lại chị Linh á, cũng đâu phải còn nhỏ đâu, mà mẹ cứ phải lo này nọ vậy. Thảo. Dạ thưa cô, con biết là cô thương con, nhưng mà con nghĩ đã đến lúc con phải sống tự lập rồi. Con đã tìm được nhà, ở khu vực đó an ninh cũng tốt lắm, cô và cả nhà yên tâm nha. Còn bây giờ con xin phép lên lầu dọn đồ. Anh Lâm. Đừng có nói với anh bất cứ lần nào nữa hết. Anh với Nhân Anh sẽ dọn ra khỏi nhà này. Không cần đâu, em về đây để dọn đi. Cô cũng đã đồng ý cho em dọn đi rồi. Anh và chị Dân Anh không cần phải dọn đi đâu hết á. Vậy thì tốt. Em biết là em có lỗi, anh giận em thì cũng đúng. Chuyện ở công ty em sẽ sắp xếp, sau đó em xin nghỉ việc. Em không cần phải nghỉ việc ở công ty. Không phải là anh giận tới mức không muốn nhìn mặt em nữa sao? Chuyện với anh với em là chuyện cá nhân, công việc vẫn là công việc. Em vẫn là phó giám đốc, vẫn là cổ đông của Đại Dương. Từ nay về sau anh với em chỉ nói chuyện công việc thôi. Chung. Dạ. Nhưng anh đâu rồi? Cổ đang ngồi ngoài trước á. Sao em lại ngồi đây? Không vô trong đi. Bà chủ, tôi thấy để cho cô Linh đi đi bà chủ. Nếu mà bà chủ có nhớ cổ thì bà chủ qua thăm. Chứ cổ ở đây tôi thấy cả cậu Lâm với cổ không ai vui hết. Về lâu về dài thế nào cũng sẽ ra chuyện. Đúng đó mẹ. Phải rồi, hai người mấy người cùng một phe hả? Bà chủ, hay là bây giờ bà chủ lo cho cô Linh, hay là để cho bà Hiếu qua ở với cổ luôn đi. Tôi thấy bà quý cô Linh lắm, tôi thấy làm vậy hợp lý đó bà chủ. Thôi được rồi, để tôi thuê một người, người nào đáng tin tưởng, xong rồi vừa giúp việc vừa chăm sóc cho nó là được rồi. Tôi thấy bà chủ tin vậy dẹn cả đôi đường đó. Lúc nhỏ em có cái bớt son ở vai trái nè, và chị hai cũng có một cái ở vai trái luôn. Mẹ thấy em với chị hai có duyên nên nhận em làm con nuôi. Chị hai nè, mẹ có lần kể với chị em mình như vậy, chị có nhớ không? Ừ, chị nhớ mà. Chị không phải là chị hai của em. Rốt cuộc chị là ai? Cái gì vậy? Nhỏ này nói linh tinh. Chị không phải chị hai của em thì ai chứ? Sở thích ăn uống lớn lên thì có thể thay đổi, nhưng dị ứng tôm lớn lên cũng tự nhiên mà có. Đến cả vết bớt cũng tự đi thẩm mỹ, mất đi. Em cũng chấp nhận được. Chị hai. Em cần gì hả? Không, giường này rộng lắm, chị hai lên đây nằm chung với em nha. Thôi cô nương, cái giường nhỏ xíu xíu à,
Mà chị ngủ chị hay lăn tới lăn lui lắm. Rồi nhiều khi á, hất em lọt xuống giường luôn á. Em nói là không sao mà. Chị hai lên đây nằm chung với em đi. Nè, êm lắm. Chắc chưa? Chắc. Nè, sáng tự nhiên thức dậy thấy nằm ở dưới đất, đừng có la tôi à nha. Em có cách mà. Ôm hai thật chặt, không thể nào mà rớt được. Ủa? Em nhớ hồi nhỏ mắt cá chân trái chị hai có cái bớt bự lắm mà. Sao bây giờ không thấy? Chị thấy nó không được thẩm mỹ gì hết, cho nên là chị đi xóa rồi. Tại vì bây giờ công nghệ tiên tiến lắm. Xóa cái một à. Nè, không còn dấu vết gì luôn. Thôi, ngủ ha. Rồi, ôm tôi vô đi nha, chứ không tôi té. Ôm chặt như vậy sao té được. Bữa nay đi chợ muối gì vậy? Em đi chợ sớm mua được tôm ngon lắm. Để em nấu món tôm dùm đãi chị nha. Thực ra là chị bị dị ứng hải sản, không có ăn được tôm. Ủa? Em nhớ lúc nhỏ chị ăn được tôm bình thường mà. Thì hồi nhỏ thì ăn được, nhưng mà bắt đầu tới lúc dậy thì bắt đầu bị. Bác sĩ nói là cơ địa của mỗi người có thể thay đổi. Vậy mà em không biết. Thôi được rồi, em để tôm này em làm tôm riêng. Em có mua gà nè, để em nấu lẩu gà cho chị hai ăn nha. Ừ, để chị phụ nha. Ừ. Chị là con một người bạn của mẹ bị tai nạn qua đời, cho nên mẹ mới nhận nuôi chị. Còn em cũng là do người ta cho. Mẹ mình chưa từng lập gia đình. Cả hai chị em mình đều là con nuôi của mẹ, và không có đứa nào có vết bớt ở vai hết. Tại sao lúc nãy chị nhận là đúng? Khi mà Hà nói về vết bớt, tôi mới nhớ. Lần đầu tiên tôi gặp chị bị xô té trật chân. Trên chân chị vẫn còn vết bớt đó. Đâu? Cô sao không vậy? Hả? Tôi mệt quá. Cô bị bệnh hả? Để tôi đưa cô đi bệnh viện nha. Ê, sao vậy? Cho cô bị trật hả? Anh làm ơn đưa tôi về nhà, là ở Thiện Tâm Đường á. Tôi biết chỗ đó, để tôi đưa cô về nha. Cảm ơn anh. Cái việc mà đi Hàn Quốc á, rõ ràng là chị nói dối. Và chỗ mà tôi với chị gặp nhau là sòng bài của bà Đào, chứ không phải là quán cà phê. Chị không phải là người mà tôi đã gặp 2 năm về trước. Người đó rất là lo lắng và tuyệt vọng về tin tức của Hà. Tôi tin đó mới chính là chị Vân Anh. Chị nói đi, rốt cuộc chị là ai? Tại sao hai người lại giống hệt nhau như vậy? Chị hai tôi đâu có chị em sinh đôi nào. Chị có quan hệ gì với chị hai tôi mà sao lại giống hệt như vậy? Chị hai tôi bây giờ đang ở đâu? Tôi nói chị biết, mạo danh người khác là tội hình sự. Nếu như chị không nói thật, đừng trách tại sao tôi lại báo công an. Chị và em gặp nhau lần đầu tiên tại đám cưới của chị và anh Lâm. Lúc đó Thảo mời em đến dự, mình còn chụp hình cùng với nhau nữa. Anh Lâm còn chọc là em với Thảo nhìn rất xứng đôi. Nên tiến tới đi. Chị đang nói cái gì vậy? Đám cưới đó là của anh Lâm với chị Thi mà. Đúng. Chị không phải là Nguyễn Vân Anh, mà chị là Quỳnh Uyên Thi, vợ trước của anh Lâm. Chị đã phẫu thuật thẩm mỹ để lấy thân phận của Vân Anh.